Ăn xong bim bim, tại sao không nên vứt bỏ đi? Bởi vì chúng ta có thể chụp ảnh như thế này và cả như thế này nữa. Chỉ với 3 chiếc đồ make up duy nhất, chúng ta sẽ họa mặt ngày hôm nay. Một em đánh má xinh xinh, vừa có thể làm phấn mắt, vừa có thể làm má hồng. Tông của phấn má nhìn hơi cam cam các bác ạ, nhìn cũng xinh phết đấy. Chiếc son lì rất dễ tán, mình sẽ dùng em nó làm má hồng cho hôm nay nhé. Nào nào, vẽ mấy chiếc trái tim nhỏ xinh. Hai trái tim ở hai bên trên mắt, hai trái tim ở hai bên dưới mắt. Thêm tí vào mũi rồi vào cằm nữa nhỏ, không là xinh đấy. Các bác nhớ lấy cái mút trang điểm mà tán đều ra nha. Tán thật đều ra cho nó xịn. Một em kẻ mắt đỏ rực thật xinh, rất thích hợp cho những người đang tập make up như mình. Có ai lần nào kẻ mắt cũng phải cầu nguyện trước không? Sau khi kẹp mi và vẽ mi dưới xong nè, bây giờ thì mình hãy đánh son nhé. Mình sẽ chỉ đánh một lớp son nhẹ thôi nên mình quyết định lấy tay tán đều ra ấy. Tán ra nhẹ nhẹ ra cái màu mới mới xinh xinh ngay. Ôi là trời. Và đây là cái thành quả make up cuối cùng nè. Một chiếc vỏ bim bim thật to, chúng ta hãy cắt một lỗ tròn ở giữa nhá. Nhớ tách cả cái phần sau ra không thì không chui đầu vào được đâu. À rồi, mình sẽ đội vào đầu như này nè, cute fu mai que chưa? Mình muốn chụp cho xinh xinh nên mình đã bật flash lên đấy. Các bác có thể chu mỏ, chu môi các kiểu rồi tạo dáng cute fu mai que nhá. Đảm bảo là anh xinh luôn thề. Không thích chụp xa nữa thì kéo gần cái mặt mình lại. Chu góc hơi nghiêng một tí để lộ cái mũi nè. Thì mũi mình không xinh lắm nhưng mình cũng tạm được. Làm một cái ảnh cưới tươi thật tươi nhỉ. Ôi, mê luôn. Mau tăng bạn thân vào để học chụp đi.